Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh của Hồng Phạm Vy Money nha. Cả nhà ơi, hôm nay Hồng đi ra vườn Hồng mà xem có gì hái đấy nha. Cả nhà coi nè, hôm nay trái dưa leo của Hồng nè, nó lên mơn mởn luôn nè cả nhà. Rồi cả nhà thấy không, nó mọc từ dưới gốc nè, gốc có trái nhập cái tí nè, rồi nó lên đây nè cả nhà thấy không? Đó cả nhà thấy chưa, cứ mỗi một mắt nè cả nhà thấy không là nó có một trái đó cả nhà. Đó, nó đang ra mấy trái con nhỏ nhỏ nữa nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Trái nhỏ nhỏ đó. Đó, bây giờ Hồng hái dưa leo vô nha. Hái dưa leo vô ăn nha với bánh mì nha. Ở bên đây là ăn sáng là hay ăn bánh mì lắm nha cả nhà. Không có ăn bún phở giống như Việt Nam mình đâu nha. Nè cả nhà thấy không, dưa leo đó của Hồng nó ra quá trời. Nhưng mà hôm qua đó cả nhà, Hồng quên á, Hồng cắt bớt mấy cái lá đi đó. Hồng cắt bớt cái lá mà Hồng cắt trúng cái thân cây á, nên nó bị héo một cái cây nè. Hồng cắt rồi xong rồi á, Hồng cắt lỡ cái nhánh nó rồi Hồng lấy cái củ khoai lang á, Hồng bỏ vô cái bịch á, Hồng gắm nó vô nè, rồi Hồng treo nó như vậy nè. Hồng không biết nó có sống được hay không. Đó à, nó có một nhánh nè, cái lá nó bị héo nè, mà nó ra trái quá chừng nữa đó cả nhà, mà Hồng lỡ Hồng cắt nó rồi. Đó cả nhà thấy không, đây phía bên này nè, nó ra cũng quá chừng luôn ha. Đó cả nhà thấy không, nó đang ra những cái trái con nữa nè cả nhà. Đó, cái này là nó bắt mới, nó bắt đầu nó ra đó nha cả nhà, tại vì nó còn những cái cây con nè, còn bé tí nè, nó chưa có mấy cây, nó bị đẹp á, bây giờ nó có nắng á, bắt đầu nó mới ra đó cả nhà. Nó mới lớn từ từ, nó đó. Ra đó cả nhà, nó ra trái, mấy trái này vẫn còn non lắm á nha cả nhà. Đó cả nhà nhìn thấy không nè, đó mấy trái này nè, đó bây giờ là Hồng hái được rồi nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không, mấy trái này nè là đó cả nhà nhìn thấy không, quá sể luôn. Đó, mình mơn mởn luôn đó cả nhà. Mà trời mà nó nắng nha, nó nở nhanh lắm cả nhà, mấy màu mà cả nhà biết không, mình mà không hái mấy trái này á nó sẽ già. Bây giờ mấy cái trái này là Hồng thấy là hái được rồi. Đó mấy trái đậu này nè, Hồng hái nhiều khi Hồng vô á, đó cả nhà thấy không, nó ở phía dưới nè, nó phía dưới nó ra cái thân gốc nè. Đó ra chi chít luôn cả nhà thấy không nè, Hồng ra đó ha, rồi Hồng để lại một trái, Hồng để hai ba trái đó ra nha, để mấy trái này nè cho nó to, để Hồng lấy cái hộp Hồng gieo giống cho tiếp cho năm sau vậy đó. Đó cả nhà thấy không, nó ra trái á, ra trái nhìn nè, dễ thương không cả nhà. Nó bị nắng quá nó khô đó cả nhà, kỳ này á nó ra nó chín rồi nè, bắt đầu mùa này là bắt đầu nó chín đó. Ở đây á là người ta hay hái trái này đó, người ta vô người ta làm mứt nhừ, người ta ăn với bánh mì đó cả nhà. Mà Hồng ở đây Hồng không có thích ăn mứt nhừ, Hồng chỉ thích hái, Hồng ăn sống vậy thôi đó cả nhà thấy không. Đó trái á, nhà mình thấy cái trái khó nhìn không, tại vì cái trái nó màu giống cái lá đó. Hồng có một cái cây có cái trái màu đỏ nhưng mà năm nay nó không có ra trái. Ở nhà mình thấy không, nó nắng quá, nó khô, nó héo á, nó rụng á, nhìn thấy thương luôn vậy đó. Còn mấy cái trái này á thì nó có, nó ra nè cả nhà. Đó bắt đầu từ từ nó mà có nắng thì nó mới to trái, còn mà nó không có nắng thì cái trái nó bé tí tí thì tì tì vậy nè. Cả nhà ơi, Hồng đi cây này là cây tầng ô nè cả nhà, ra Hồng bứt tầng ô nha. Tầng ô nó lớn rồi á, nếu mà mình không bứt á, nó ra bông á cả nhà.
nhà, thấy cây tầng ô nhìn thấy ngon không? Hồng cắt đó nha, hồng chỉ cắt nó vậy thôi, nó non lắm đó nha. Hồng bẻ nè, nó non khèo à. Đó, hồng cắt như vậy đó. Rồi xong rồi hồng cắt về nè thì nó sẽ mọc nhánh ra nữa đó cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Cả tầng ô nè. Cả nhà thấy nó non không? Hồng giờ hồng bỏ ở đây chút đi hái cho cả nhà xem nha. Đó. Cả nhà thấy không? Hồng quá. Hồng bứt nè, cả nhà thấy không? Mới nhiêu đây nè. Đó, mình hồng ăn á là thấy đủ rồi đó. Hồng bứt vậy nha, vài bữa nữa nó nở ra nữa, nó nở ra cái đọt nữa. Hồng mà không bứt á, để nó nhìn ra thấy trái bí của Hồng không? Đó, hôm nay Hồng ăn mấy trái rồi nha, bây giờ nó ra mấy trái nữa nè cả nhà. Đó. Nó đang ra nữa đó, nó mọc ra trái non non nhỏ nữa đó. Dễ thương lắm cả nhà. Có ngày á Hồng thích ăn đậu que, Hồng ra không hái đậu que, có ngày thích ăn bí ra hái bí. Khỏi phải đi chợ luôn nha cả nhà. Trời ơi, hôm nay nè cả nhà thấy không, trời nắng á nên mấy trái dâu be của Hồng nè, mấy trái dâu rừng của Hồng nó chín á, nó chín quá xế luôn. Nó chín á, nhà nhìn thấy không? Nhìn thấy thương không? Đó, nó chín dài qua tới đây luôn nè cả nhà. Đó. Miên ơi, con hái dâu be của con đi, nó chín rồi đó. Nè cả nhà thấy không, nó chín á, nó núp ở trong bên trong á cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Nè, chín nè. Đó, mấy trái này cả nhà thấy nhìn ngon. Mấy trái này vậy chứ mà ở trong khâu bán cũng mắc lắm nha cả nhà. Có một thúng nhỏ xí thôi mà 2.99 đó cả nhà. Cả nhà coi vườn cây nho của Hồng nè, hai cái cây đó ha. Cái gốc nho nè cả nhà, có bé tí nè cả nhà thấy không? Đó, có nhiêu đây thôi nha. Đó, cây nho của Hồng nè, cả nhà nhìn thấy nó ra trái nhiều không? Cả nhà thấy không? Hồng làm cái vàng nhỏ xí cho nó đó. Đó, cả nhà thấy trái dễ thương không? Quá xế luôn. Dạ, con chim á cả nhà, nó thấy dễ thương quá, nó vô nó làm tổ chim ở đây nè cả nhà ơi. Nè, Hồng cho cả nhà xem nè. Đó, cả nhà thấy tổ chim không? Đó, con chim á hồi nãy á, nó thấy Hồng lục đục á, con chim mẹ nó bỏ nó đi rồi. Còn hôm qua Hồng nhìn Hồng thấy có mấy trái trứng chim. Để Hồng coi có trứng thôi nha, Hồng cũng chưa có để ý nữa, tại nó cao quá Hồng không có để ý thấy. Cả nhà có thấy gì không? Hồng đưa, Hồng bỏ cái lá xích ra nè, cả nhà có nhìn thấy không? Không biết có chim chưa nữa, hay là mới có trái trứng thôi. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Đó, đây những chùm nho bé tí dễ thương của Hồng đây. À, Hồng đi hai tuần lễ á, Hồng không có tưới nước á, về nhà mấy cái trái này nè nó nắng quá, nó khô, nó héo luôn đó cả nhà. Nhà nhìn thấy không, nho của Hồng đó. Cả nhà nhìn thấy mấy trái nho không? Nó trái nho đó cả nhà biết không, nó cần có nhiều nắng lắm. Hôm nào Hồng rảnh á là Hồng còn phải ra Hồng lặt bớt lá bỏ để cho ánh nắng nó vào á cả nhà. Ánh nắng nó vô á thì trái nho nó mới to trái được. Đó, thôi bây giờ Hồng đi ra đây Hồng cho cả nhà xem. Hồng đi bứt mấy trái bí vô nha. Hồng thấy chứ cây hẹ của Hồng nè, Hồng trồng á. Hồng đó, Hồng trồng chỉ có một lần thôi á. Nó cứ ra Hồng ăn không kịp á. Cả nhà coi nè, nó nở hoa hẹ luôn nè. Đó. Còn cây chuối của Hồng đó. Đó, mùa đông ha nó chết rồi, xong cái mùa hè nó mọc lên lại cây chuối nè cả nhà. Đó, nó mọc lên cây chuối đó. Hồng ở đây Hồng trồng á không có ra cha, có 2 năm trước nó ra bùn chuối nhưng mà chưa kịp chín thì mùa đông tới nên nó hư rồi. Hồng chỉ có trồng cây chuối để Hồng bứt lá chuối, Hồng làm bánh này kia Hồng ăn thôi à. Đó nè, trời ơi có trái à. Có trái mướp bự quá cả nhà ơi. Ôi cái mướp à, cái mướp nhìn to đùng mà bây giờ không phải cắt trái mướp vô. Trái mướp mà nếu mà mình không ăn á cả nhà biết không, nó để nó to, nó già lắm. Cái nhưng cây mà trái củ mướp dền đỏ của Hồng nè, cây củ dền nè cả nhà, cái lá nó to đùng luôn nè cả nhà thấy không. Tối qua trời mưa nữa đó, mưa nên á mấy bà này nó mọc mơn mởn à cả nhà ơi, nó mọc to quá chừng luôn. Củ nè, Hồng cho cả nhà xem nè.
củ dền đỏ đó, em bứng lên cho cả nhà xem nha. Trời đất ơi, chắc củ này chắc chắc mấy trăm gram củ này quá. Đó cả nhà, nè nó có mấy củ này nữa nè, đây nữa nè cả nhà. Ồ, nó mọc mấy năm trước á, nó nằm ở dưới đất. Hôm nay á, Hồng không có ấy, nó đất lên á, nên nó mọc cao lên á. Cái củ dền đỏ này nè, cái lá không biết có ăn được không cả nhà. Thường á, Hồng ở đây á, người Đức ở đây người ta chỉ có là lặt bỏ cái lá, người ta ăn cái củ thôi à. Cái củ là Hồng là lấy vô Hồng làm salad đó cả nhà. Hôm nay nó ra bông rồi. Đó, nó ra bông vậy nè. Hồng để cho nó ra bông vậy đó. Để năm sau nó tự mọc cây húng quế khác lên đó cả nhà. Nè, Hồng mời cả nhà vô hái trái cà chua với Hồng nha. À, trái cà chua này nó còn xanh, có mấy trái nó nhỏ. Cà chua này của Hồng á ha, ăn ngon lắm nha cả nhà, dậy cơm lắm đó. Nó có mấy trái chín nè, Hồng hái vô. Cà chua đó cả nhà, mà mình hái á, mà cả nhà hái còn cái cuống á thì mình để nó được lâu, còn mà mình hái nó rớt cái cuống xuống á thì nó mau. Hồng hái mà nó như vậy thôi nè cả nhà, nhìn thấy nó như vậy á thì mình để nó không được lâu. Trái cà chua mà cả nhà hái luôn, bỏ cái cuống nó như vậy nè, mình để á, thì nó mọc, nó để trong nhà mình để được lâu lắm, nó không có héo đó. Nhiều khi Hồng hái á, Hồng hái như vậy thì mình ăn cho nó nhanh đó. Đó. Đó mình cứ ăn á, mình hái bao nhiêu đó cả nhà, nó ra cái trái vậy nè, nó chín từ từ xuống, cái mình ăn cái nào mình bứt cái đó, cái nào nó chín đỏ thì mình hái đó cả nhà, thấy không? Đây nè nó chín nè. trái ớt này à, trái này cả nhà nhìn thấy nó giống trái cherry ha. Trái cà chua thì gọi là trà chua tí nị. À, trái cà chua Hồng đó, nó chín đó nhà, thấy không? Hồng ăn cà, Hồng hái cà chua này nè, Hồng ăn salad sống vậy đó đó cả nhà, thấy không? À, chín cây nó ngọt lắm cả nhà, cà chua á nó mà hường hường á Hồng không có hái, Hồng phải để nó chín đỏ liền vậy đó. Đó, cái mình đem vô chừng một hôm hai hôm á, cái nó chín hết, nó chín xuống ăn ngọt lắm, ngon lắm. Anh nhỏ nhà Hồng á cũng thích ăn cái cà chua nhỏ này lắm, nên Hồng trồng cái cà chua nhỏ vậy thôi. Đây Hồng hái được một thố nhỏ rồi đó cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy không, cà chua nhìn trái ngọt, trái cà chua bi nhìn dễ thương quá nè nha, dày cơm lắm cả nhà ơi. Đó, Hồng trồng cái loại dài, Hồng trồng loại dài không á, mà không hiểu sao cái này nó ra tròn có cây nó ra dài, có cây nó ra tròn đó. Còn mấy trái mà nó còn hường hường tím tím á, là Hồng để cho nó chừng nào nó chín cây Hồng mới hái. Ở nhà nhìn thấy không, nó còn đang ra bông á. Tại bắt đầu nó mới, cà chua mùa này là bắt đầu nó mới bắt đầu nó chín từ từ ơi. Hôm nay Hồng ra vườn nè, Hồng thu hoạch được cà chua nè, đậu que nè cả nhà. Đó, còn rau tầng ô nè cả nhà. Đây là rau tầng ô nha. Còn hai trái bí. Hồng hái hai trái bí, còn mấy trái nhỏ nhỏ cỡ này nè nhiều lắm. Hồng để cho nó to to tí xíu, mốt Hồng dồi thịt Hồng ăn. Đó. Rồi hoặc là nhồi chả cá thác lát á cả nhà, rồi chiên lên á ăn cũng ngon lắm cả nhà. Đó.